Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ theo bạn tham gia một trên iGroup nhận hai tóc cần có kêu là 2B hâu các bạn. Thì tóc cần này chương trình iGroup này nó SN 10.000 người nha các bạn. Thì để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đã bấm start chat bot rồi bạn. Rồi, các bạn bấm join iGroup nè. Không biết mình còn làm kịp không các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Hiện tại có 6.000 người các bạn, nên các bạn làm nhanh nha các bạn. Các bạn bấm vào join iGroup nè. Rồi các bạn bắt đáp lệnh các bạn. Kèo này kèo khá là ngon. Tiếp tục các bạn xem tiếp kênh seller nè. Tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube nó like cái video nó nghe các bạn. Cái phần các bạn đăng ký và like video nó xong thì tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và retweet tăng 3 người bạn ở bên bot nè. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like nè, các bạn trích dẫn với tờ tweet nè. Hiện tại còn 3.000 người, 3.000 người nữa làm đó bạn. Rồi các bạn dán tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi bạn tôi quyết lên nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục thì update food bot reddit. Nhập vào đây. Trên reddit nó kêu vút sao các bạn. Mình cũng không biết luôn, các bạn bấm vào một màu vàng này thứ đúng không ta. Ui trời, cái này mình không biết cả vút hay sao luôn. Nào giờ vút hết đít. Thì các bạn comment lại một cái gì đi các bạn. Bạn dán vào đi. 5 người bạn hồi nãy của mình trên ấy nè. Các bạn comment luôn các bạn. Nó kêu mình kêu vút hết đít mà có biết đường rồi mình vút trời. Đây nè. Không có luôn, phan các bạn chạy xíu nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây follow thử coi, được không? Các bạn nhấp vào đây các bạn subscribe nữa nè các bạn. Suri. Các bạn subscribe nữa nè các bạn, rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn join tiếp kênh seller nữa nè. Các bạn nào chưa join vào nguồn gấp ta thì bạn join sao các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và retweet nữa nè. Ác ôm thiệt. Trên nguồn gấp ta thì bạn theo dõi nha bạn. Các bạn xuống các bạn tìm cái bài của nó nè các bạn. Cái bài hồi nãy là cái bài cát. À cái bài 2 hâu nè bạn. 2B hâu nè, các bạn like nè. Các bạn chích dẫn như tờ tweet nè. Thôi các bạn chia việc tờ tweet nữa các bạn. Bạn xóa đi các bạn. Các bạn test lại được rồi các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một reser nè. Chữ gì đây, lớp cấp tra chữ gì đây. Các bạn nhấp vào chữ bút là cái viết hả các bạn. Chữ bút là chữ gì ta. Để mình qua Google dịch, mình dịch chữ bút là cái gì ta. Thôi các bạn chờ chút xíu nữa tất cả các bạn. Chữ bot BOS dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt là chữ gì trời. Chữ bút này là cái hộp các bạn. Qua đây là cái hộp ha. Thằng này được rồi. Cái hộp ở cái này nè. Ok, chính xác 100% các bạn. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của mình nhà vào nghe các bạn. Nhân Quỳnh 5991@com. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB sang máy Gen Best 20 nghe các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè. Máy sắp hết pin này. Giá hy vọng làm xong cái video này hết pin ta. Rồi tất cả các bạn copy địa chỉ BNB sang máy Gen nè. Các bạn bắt up lên nè. Bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn gửi cho bot nghe các bạn. Tiếp tục thì các gỡ đường link tờ Twitter chứ gì đây. Ok chính xác là tiếp tục thì bạn gỡ đường link tờ Twitter của mình nè. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Như cái máy mình có video mình có tạm dừng thì các bạn cũng chỉ việc khai báo thông tin của mình thôi các bạn. Máy mình sắp hết pin này. Rồi bạn nhấp vào ba chữ gạch trên cùng nè. Bạn bấm vào chia sẻ nè.
Rồi tất cả các bạn sao chép giao khai như tạm nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đập lại. Bạn gọi là cho bot tiếp tục nè. Trời ơi. Rồi bạn gọi cho bot nè. Chắc tiếp tục đường link YouTube quá. Tiếp tục thì có link Reweet Valency nha bạn. Thì các bạn mở Twitter của mình ra lại nè. Các bạn nhấp vào bao gạch cùng nè. Các bạn nhấp vào hồ sơ nè. Sao nó không chuyển qua bên kia tại tại. Rồi các bạn qua Twitter cho trả lời, các bạn chia sẻ các bạn, các bạn tở Twitter nè các bạn. Sẽ chép liên kết nè các bạn, bài hâu nè. Khoan khoan các bạn. Cái bài này chứ lộn. Sao chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn gọi lên cho bot nè. Rồi nói các bạn subscribe like kênh YouTube không, các bạn bấm share ai don't share this các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link YouTube của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn nhập vào bio gạch bên cùng nè các bạn. Trên YouTube nha các bạn. Các bạn nhập vào kênh của bạn nè. Các bạn nhập vào bio gạch bên cùng nè. Các bạn nhập vào một chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sao chép liên kết nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào sao chép liên kết nè. Rồi các bạn trở về một cái link form hồi nãy nè các bạn. Bạn dán vào đây nha các bạn. Mình gửi cho bot nè. Tiếp tục thì nó hỏi có son ghét hầu hết xong thì bạn bấm son nha bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link reddit bởi là file link reddit của mình nha các bạn. Thì các bạn trở về reddit cho ta. Đâu reddit đâu. Khoan các bạn chậm xíu nha bạn. Các bạn vào discord nè. Sao nó hiện cái vô này hoài trời. Rồi các bạn nhấp vào edit của mình nè các bạn. Trên edit thì các bạn nhấp vào cái ảnh avatar của mình nha bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè. Rồi các bạn bấm vào ba chữ pin cùng nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ, các bạn sao chép liên kết nha tất cả các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép liên kết nè. Có phải username mình không ta? Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Mình gửi cho nó nè. Rồi các bạn gửi cái đường link edit cho nó nè. Tiếp tục nó hỏi có John Canceller không thì các bạn bấm vào đây kiểm tra các bạn. Nếu có John thì các bạn đã John rồi, các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm I have John nè. Tiếp tục bấm I have John nè. Rồi tiếp tục thì các bạn việc lấy link ghép này mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn nhận hai token hold đến đây cũng kết thúc mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.